V7. Tác phẩm nghệ thuật độc đáo và cuốn hút. V7 là một mẫu SUV hạng C thuần điện mang trong mình phong cách thể thao, sang trọng với lợi thế áp đảo về sức mạnh động cơ. Đây là một mẫu xe phù hợp với đối tượng khách hàng gia đình, với người lái có đam mê về thời trang, công nghệ và tốc độ. V7 là mẫu xe thời thượng, phong cách và sành điệu, mang lại trải nghiệm khác biệt, đầy phấn khích và đánh thức đam mê chinh phục. V7 không chỉ là một chiếc xe điện tiên tiến, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa công nghệ và sự sáng tạo trong thiết kế. Nắp capo thấp, trần xe và cửa sổ được vuốt thấp dần về phía sau, giúp tối ưu tính khí động học, tạo sự đầm chắc và ổn định khi di chuyển tốc độ cao. Tay nắm ẩn trong thân xe, tạo ra sự liên mạch cho không khí đi qua, mở cửa với thao tác ấn và kéo mang lại trải nghiệm mới lạ, khác biệt với tay nắm cửa truyền thống. La răng kích thước 20 inch bản Plus khẳng định thêm vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao cho VF7. Đường gân dập nổi, nối liền bên hông xe, tạo sự liền mạch thể thao. Phần đuôi xe cơ bắp và góc cạnh tô điểm thêm cho chiếc xe phần mạnh mẽ. Gương gập tiện, chỉnh điện, đặt dưới cửa xe, giúp hạn chế điểm mù, mở rộng tầm nhìn cho người lái. Chiều dài cơ sở là ưu điểm vượt trội của xe điện so với xe xăng. Chiều dài cơ sở của VF7 đạt 2.840mm, lớn hơn mọi đối thủ trong cùng phân khúc. Kết hợp với động cơ điện nhỏ gọn, V7 sở hữu khoang nội thất rộng rãi cùng độ bám đường cực tốt, vững chắc hơn hẳn xe xăng.